Diếp cá là loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, loại rau này mang lại lợi ích to lớn đối với sức khỏe con người. Đặc biệt diếp cá còn được sử dụng làm mặt nạ trong quá trình chăm sóc sắc đẹp tại nhà của các chị em phụ nữ. Vậy diếp cá có tác dụng gì và sử dụng mặt nạ diếp cá như thế nào? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu thêm trong video bên dưới nhé. Diếp cá là loại rau có hàm lượng nước chiếm đến 80%, nên nó có tác dụng cân bằng độ pH rất tốt, đặc biệt là đối những ai có làn da dầu. Không chỉ vậy, rau diếp cá còn rất giàu lycopene, đây là một chất có khả năng ngăn chặn tia UV, làm mờ thâm, xóa nám và giảm tàn nhang rất hiệu quả. Đặc biệt, tính kháng viêm trong rau diếp cá có tác dụng rất tốt giúp sát trùng và hỗ trợ phục hồi tế bào da suy yếu. Ngoài ra, lý do mà mặt nạ diếp cá trị mụn ẩn là giải pháp rất hữu hiệu cho những ai đang kiếm tìm một làn da láng bóng và mềm mịn. Vì bởi trong diếp cá chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi đối với da, nhất là làn da mụn. Thông thường các ổ mụn bọc, mụn viêm được hình thành do bụi bẩn kết hợp với vi khuẩn gây viêm nhiễm. Phần tinh dầu và khoáng chất trong diếp cá có tác dụng sát khuẩn, kháng viêm, giảm sưng, giảm đau nhức, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Chính vì vậy mà mặt nạ diếp cá được xem là vị cứu tinh đối với làn da mụn, được phái đẹp yêu thích và được sử dụng để chăm sóc làn da. Rất nhiều chị em, sau khi tìm hiểu các công dụng của mặt nạ diếp cá trị mụn ẩn liền áp dụng và nhanh chóng tiến hành sử dụng, nhưng lại không biết có nên đắp mặt nạ diếp cá hàng ngày không? Thực tế, câu trả lời là không. Bởi làn da của mỗi chúng ta luôn cần thời gian nghỉ, vì thế không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ diếp cá trị mụn ẩn mỗi ngày, chu trình này sẽ khiến làn da trở nên bội thực và yếu dần đi. Theo đó, bề mặt da cũng bị bào mòn, độ ẩm tự nhiên của da cũng mất đi. Tần suất phù hợp nhất là đắp mặt nạ diếp cá trị mụn ẩn là từ 2 đến 3 lần một tuần và cần che chắn bảo vệ da thật kỹ trước ánh nắng mặt trời sau khi đắp. Tùy thuộc vào cơ địa và loại da thì kết quả của loại mặt nạ này mang lại cho mỗi người là khác nhau, thực tế một số người không phù hợp sẽ gây kích ứng da. Diếp cá là loài cây được phái đẹp sử dụng nhiều trong công thức làm đẹp da đến từ nguyên liệu thiên nhiên. Đặc biệt, khi kết hợp diếp cá với các nguyên liệu khác như mật ong, sữa tươi, nha đam, cám gạo, thì công dụng trị mụn và dưỡng da của diếp cá càng hiệu quả hơn. Mặt nạ diếp cá trị mụn ẩn kết hợp cùng mật ong. Mật ong được nhiều người biết đến như loại mỹ phẩm tự nhiên trong lĩnh vực làm đẹp. Mật ong chứa thành phần axit gluconic dồi dào có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả. Ngoài ra các chất vitamin, axit amin, axit béo có trong mật ong còn giúp làm dịu vùng da bị tổn thương, giảm mẩn đỏ, tái tạo phục hồi da, ngăn ngừa thâm do mụn gây ra. Do vậy, công thức mặt nạ diếp cá cùng mật ong là sự kết hợp hoàn hảo dành cho những làn da bị mụn ẩn đấy nhé. Bước 1, dùng nước cốt từ diếp cá tươi hoặc bột diếp cá. Trộn đều cùng với 2 đến 3 thìa mật ong thành hỗn hợp vừa đủ một lần đắp. Bước 2, thoa hỗn hợp đều trên da và để trong khoảng 20 phút. Bước 3, rửa sạch nước nhẹ nhàng rồi tiếp tục với các bước dưỡng tiếp theo. Mặt nạ diếp cá trị mụn ẩn kết hợp cùng nha đam. Nha đam là một trong những thành phần dưỡng ẩm da tự nhiên được đánh giá cao, lành tính với người sử dụng. Kết hợp nha đam với diếp cá là phương pháp giúp làm dịu các nốt đỏ, sưng do mụn, da tổn thương, dễ bị viêm sau khi nặn mụn, cháy nắng. Cách làm mặt nạ diếp cá nha đam rất đơn giản, bạn thực hiện như sau. Bước 1, chuẩn bị một nhánh nha đam tươi và một nắm tay rau diếp cá rồi rửa sạch. Bước 2, gọt hai bên phần gai nha đam để loại bỏ bớt nhựa vàng của lá. Sau đó, để tầm 30 phút đến 1 tiếng để nhựa vàng của nha đam được trôi sạch khỏi lá. Bước 3, gọt phần lá bên ngoài lấy phần thịt trong suốt của nha đam, xay hoặc giã nhuyễn. Diếp cá giã hoặc ép lấy phần nước cốt, sau đó trộn đều cùng với nha đam. Bước 4, đắp hỗn hợp lên da và để trong 15 đến 20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Mặt nạ diếp cá kết hợp cùng sữa tươi. Sữa tươi không chỉ là loại thức uống bổ dưỡng, mà còn là nguyên liệu thiên nhiên tạo ra mặt nạ dưỡng da cho phái đẹp. Vitamin A và vitamin B có trong sữa tươi có tác dụng làm mở các vết thâm, giúp da sáng màu và mịn màng hơn. Ngoài ra, trong sữa tươi còn chứa axit lactic giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, làm sạch da. Như vậy, sử dụng sữa tươi để trị mụn không chỉ giúp nhanh chóng làm mờ các vết thâm, mà còn giúp làn da trắng sáng, mịn màng và chắc khỏe hơn. Bạn có thể thực hiện như video hướng dẫn làm mặt nạ diếp cá kết hợp với sữa tươi bên dưới nhé. Bước 1, rửa sạch và xay nhuyễn rau diếp cá, chắt lấy nước diếp cá. Bước 2, trộn nước diếp cá với lượng sữa tươi phù hợp. Bước 3, thoa đều hỗn hợp vừa rồi lên mặt và để trong 15 đến 20 phút. Bước 4, rửa lại với nước sạch. Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm trị mụn, bạn cũng có thể kết hợp thêm phương pháp trị mụn, chăm sóc da tại nhà với mặt nạ diếp cá kết hợp các nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm. Các phương pháp này sẽ hỗ trợ quá trình trị mụn và phục hồi làn da nhanh chóng hơn. Tuy nhiên khi dùng mặt nạ tự nhiên tuy có hiệu quả, nhưng phải mất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị và phải kiên trì lâu dài. Nếu có điều kiện thì bạn nên sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da và trắng sáng sẽ tiết kiệm thời gian và vô cùng hiệu quả nhé. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả.
bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.